Hiện tại thì có rất nhiều các kênh đầu tư mời nhà đầu tư đến dự hội thảo giới thiệu hệ thống No Loss System 9:30 ngày 18 tháng 8 đó, sáng ngày mai thứ bảy tại 229 Tây Sơn tầng 26. Thì team của David sẽ gửi đến thông tin trên Facebook cũng như là Zalo, mọi người có thể thông tin và chúng ta có thể theo dõi cái Facebook các hệ thống No Loss System đưa cho mọi người các thông tin. Richie Fan thông báo hội thảo đang PR rất rầm rộ ở trên Facebook của David, thì mọi người có thể nhận cái thư mời giới thiệu cái hệ thống No Loss cho các nhà đầu tư. Mọi người có thể check và có thể liên lạc với team của David.